Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hòa. Khu du lịch Tam Chúc là một quần thể danh thắng tâm linh rộng lớn, trong đó có chùa Tam Chúc. Ngôi chùa được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Việt Nam. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, đẹp tựa chốn Bồng Lai. Toàn bộ khu vực Tam Chúc rộng hơn 5.000 hecta, bao gồm các hệ thống công trình văn hóa, thể thao được xây dựng ở thị trấn Ba Sao và xã Khà Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nơi đây nằm cách Hà Nội khoảng hơn 70 km. Trước mặt các bạn là tam quan ngoại của chùa Tam Chúc. Chùa Tam Chúc mới được xây dựng từ năm 2006 đến tháng 5 năm 2019 đã khánh thành chùa vào giai đoạn 1. Để hoàn thành xong quần thể khu du lịch chùa Tam Chúc, chủ đầu tư dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2048, tức là sau gần 50 năm. Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2022, mời các bạn cùng câu lạc bộ nữ họa sĩ đến thăm khu du lịch chùa Tam Chúc. Chùa Tam Chúc, Hà Nam. Trên một quần thể có tổng diện tích gần 5.000 hecta, bao gồm hồ nước, núi rừng tự nhiên, các thung lũng. Đây là ngôi chùa rất đặc biệt với cảnh quan hùng vĩ. Giữa lòng hồ có 6 quả núi. Tương truyền rằng đây là 6 quả chuông của nhà trời đưa xuống. Một điều đặc biệt nữa, ngôi chùa này do rất nhiều những người thợ thủ công lành nghề của Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo tổ chức thi công. Nó là sự kết tinh của những tinh hoa từ các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Ngôi chùa Tam Chúc được xây dựng lại có tới hơn 12.000 bức phù điêu đá miêu tả các sự tích của Đức Phật, được người Hồi giáo ở Indonesia tạc bằng đá núi lửa đưa sang từ Indonesia. Trước mặt các bạn là tòa thủy đình trong khu du lịch chùa Tam Chúc. Tòa thủy đình này vừa là nơi bán vé, vừa có nhà hàng phục vụ ăn uống. Ở đây có thực đơn mặn và thực đơn chay. Trên tầng 3 của tòa thủy đình này là nhà hàng có sức chứa khoảng 450 khách. Giờ chị em chúng tôi cùng di chuyển ra bến thuyền. Đoàn chúng tôi đi qua cửa soát vé để xuống thuyền.
Sau khi rời tòa Thủy Đình, cả đoàn chúng tôi xuống thuyền, thuyền chở chị em chúng tôi đi một vòng quanh hồ Tam Trúc. Điểm ghé thăm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là đỉnh Tam Trúc. Đỉnh Tam Trúc hiện nay là một công trình kiến trúc được phục dựng giữa lòng hồ Tam Trúc. Đỉnh Tam Trúc nằm trên một hòn đảo nhỏ mang kiến trúc đặc trưng của đình đền Bắc Bộ. Đình làng Tam Trúc xưa thờ hoàng hậu nhà Đinh là bà Dương Thị Nguyệt, Đinh Tiên Hoàng Đế và thần Bạch Mã. Sự tích cho biết rằng khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân đã đến vùng đất này chiêu mộ binh mã, tích trữ lương thảo. Khi đến đây, ông đã đến đền thần Linh Lang Bạch Mã cầu khấn. Sau khi lên ngôi hoàng đế, vua Đinh Tiên Hoàng đã lệnh cho nhân dân Kim Bảng lập đền thờ thần Linh Lang Bạch Mã. Thank you.
Những bức phù điêu trên tường của Điện Quan Âm là một kho tàng phong phú sâu sắc về tấm lòng từ bi, hỷ xả của Đức Phật khi Ngài phổ độ chúng sinh, thể hiện qua các lần ứng thân của Đức Phật khi Ngài trải qua vô số kiếp luân hồi để cứu rỗi con người. Bên cạnh đó, một điểm nhấn khác của Điện Quan Âm là những bức tranh khắc họa, những tích cổ trong Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh tiêu biểu của Phật giáo. Đáng chú ý là cuộc trò chuyện giữa Bồ Tát và thiện tài đồng tử trên con đường miệt mài đi tìm kiếm chân lý, để rồi ngộ ra rằng chân lý không phải là cái mình tìm kiếm mà chính là con đường mình đi. Hạnh phúc không phải là cái đích đến mà chính là hành trình. Và trong bất cứ câu chuyện nào của nhà Phật thì tựu chung lại, điều muốn gửi gắm những thông điệp là về tấm lòng từ bi, bác ái, nhân hậu, tình yêu thương con người và sự cứu rỗi chúng sinh.
Sau khi rời điện Quan Âm, cả đoàn chúng tôi di chuyển đến điện Pháp Chủ. Trước mặt các bạn là bên trong của điện Pháp Chủ. Tại điện Pháp Chủ, thờ một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối. Pho tượng rất lớn, nặng 150 tấn do các nghệ nhân Việt Nam chế tác. Điện Pháp Chủ nằm dưới điện Tam Thế. Điểm nhấn trong điện Pháp Chủ là có 4 bức phù điêu lớn bao trùm toàn bộ các bức tường. Mỗi bức phù điêu mô tả về một giai đoạn, một bước ngoặt trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ khi Ngài đản sinh, thành đạo, thuyết pháp cho tới khi nhập Niết Bàn. Nằm trong khuôn viên khu du lịch Tam Trúc là khách xá Tam Trúc. Trước mặt các bạn là khách xá Tam Trúc, nằm kế bên điện Pháp Chủ. Nằm trong khuôn viên của khu du lịch Tam Trúc, khách xá Tam Trúc đạt tiêu chuẩn 3 sao, có quy mô lên tới 160 phòng, được thiết kế sang trọng, mang đậm nét kiến trúc phương Đông. Với vị trí đắc địa, phía trước là hồ Lục Nhạc, phía sau là núi Thất Tinh. Khách xá Tam Trúc mang đến một không gian thanh tịnh, thư thái. Khách xá này rất tiện cho những người muốn lưu trú tại đây qua đêm.
Điện Tam Thế là tòa đại diện lớn nhất của chùa Tam Chúc. Bước qua hàng cửa gỗ được chạm khắc cầu kỳ tinh xảo là ba pho tượng Tam Thế đại diện cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Những bức phù điêu được khắc trên tường của Điện Tam Thế tái hiện những câu chuyện chứa đựng những lời dạy trong giáo lý nhà Phật, được sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải, từ dưới lên trên. Bức tranh đầu tiên bên trái là bánh xe Pháp Luân tượng trưng cho sáu cõi: trời, thần, người, súc sinh, quỷ và cõi địa ngục. Chính giữa là ngọn lửa tam muội biểu tượng cho tham sân si. Tiếp đến là hình ảnh khắc họa cuộc sống ở cõi Niết Bàn, một cảnh giới cao hơn thiên đường theo quan niệm nhà Phật, nơi mùa màng tốt tươi, con người vui vẻ, đối xử với nhau hòa nhã, chân thành. Những buổi nhạc hội rộn rã. Đáng chú ý là bức tranh thể hiện các vị Bồ Tát ngoảnh mặt trước những cám dỗ đời thường. Ba bức tranh khổng lồ với diện tích hàng trăm mét vuông ở chính giữa Điện Tam Thế tái hiện cảnh Đức Phật thuyết pháp và ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, bên trên là các thiên thần đang ca múa. Những bức phù điêu bên phải Điện Tam Thế khắc họa công đức của các vị Bồ Tát khi các ngài phóng sinh động vật, bố thí lương thực cho người đói, cứu rỗi những người bị nạn khi qua sông. Tuy nhiên, bức tranh cuối cùng làm nổi bật lên công đức vô lượng của Đức Phật khi tất cả các vị Bồ Tát mười phương đều cung kính trước ngài.